Hi, chào em ạ. Hôm nay mình sẽ tiến hành nâng cấp con mềm lên ba đây. Thôi, mời các anh em theo dõi video ha. Rồi, ha, thì đây là bên trong của nó anh em ha. Thì trước em cũng đã mới mua về em đã vệ sinh cho nó rồi. Giờ này anh em thấy không? Rất là dơ, bụi kinh. Này nó chạy liên tục khi mà anh em mình làm những cái chương trình đó thì bụi rất là nhiều anh em ha. Nên là nó bám vào đây rất là nhiều nè. Đó cho nên là những cái đĩa màu, mấy cái đĩa màu đi nè. Mấy cái đĩa màu này bụi nó bám vô thì nó sẽ làm mờ đi, ánh sáng mình không được sáng nữa. Thì hôm nay em sẽ tiến hành em thay cái len này. Cái len này của nó nè. Không thấy đường luôn. Thời tội chết thì chứ. Anh này anh bắt cái đèn không thấy đường, giờ mở điện thoại đi nhìn đâu.
lấy cái len cũ của nó ra. Len cũ nó chỉ được có mấy mấy bông thôi, mấy mấy hình thôi anh em. Mình sẽ thay vào cái len mới này thì nó rất là nhiều hình ha, thì nó sẽ ra rất là nhiều. Rất là nhiều hình đó. Thì anh em làm cái khâu này cẩn thận ha, tại vì cái đèn của mình nó sức nhất là đông nóng nè. Rồi thứ hai nữa thì giờ mình là nó quay đi quay lại liên tục quá nè. Nên là phải dán keo cho kỹ và đừng có làm cho nó lấn ra cái mặt kính này. Mặt kính này mình nếu mà keo mà dính vào đó mình vệ sinh rất khó ha. Đó. À, anh em lưu ý là như em nè. Ba con ốc trên này nè. Ba ốc ba ke đó. Thì hôm qua em cũng chập em tháo thử coi nó sao. Tháo ra cái nó rớt pin. Thì quá trời pin nhỏ li ti li ti luôn, nhưng mà tìm không có đủ. Gắn được ít như này đó, anh em thấy thiếu pin không? Mà không sao. Thì nó vẫn chạy tốt, em cảm thấy là nó vẫn ok. Đó, anh em lưu ý vấn đề đó ha. Và bây giờ em sẽ bắt đầu em ráp vô để mà anh thử.